Vâng, Đồ Gỗ Bích Quyền xin kính chào tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi video của kênh chúng tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì bên cơ sở vừa phun sơn BU và hoàn thiện xong cho cặp lục bình chất liệu gỗ xà cừ hàng đục từ quý và quý vị đang theo dõi trước màn ảnh đây. Và cặp này thì bên cơ sở làm cho anh Sang ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, và anh đã liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở và đặt mua cho đây lục bình trước mắt quý vị, và bên cơ sở đã đi vào phun sơn PU theo yêu cầu của anh và chuẩn bị cho lên xe để giao vào tận nhà của anh. Vâng, và trước khi giao trả thì cũng muốn quay video gửi tới tất cả mọi người, nhưng quý vị khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu về lục bình gỗ xà cừ thì cũng có thể được tham khảo và chiêm ngưỡng về độ đẹp của cặp lục bình này. Và đây là cặp có chiều cao 1m40 và đường kính 37. Vâng ạ, cực kỳ đẹp, phun theo màu cũng tương đối trần một tí. Vâng ạ, và hiện tại thì bên cơ sở đang sẵn rất chi là nhiều mẫu mã và hàng kích thước khác nhau, và mời quý vị khách hàng có thể liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở để được tư vấn cũng như đặt mua. Vâng, và mọi chi tiết thì quý vị khách hàng có thể liên hệ theo Zalo hoặc nhắn tin theo số điện thoại hoặc gọi điện trực tiếp và số 0354318894 và địa chỉ của cơ sở tại Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Và cũng xin báo giá cho cặp lục bình 1m4 đường kính 37 trước mắt bao gồm sơn VU đẹp đẽ có giá là 9.500.000 đồng, và bên cơ sở đã miễn phí vận chuyển 100 km quanh khu vực Hà Nội và có giao hàng toàn quốc Bắc Trung Nam và giao tận nhà mọi người. Vâng, giao tận nhà mọi người luôn. Vâng, và cũng xin được kết thúc video cho đôi lục bình gỗ xà cừ 1m40 trên đây, và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau, và xin chào.